Anh ơi, anh cho em phỏng vấn một câu đúng không ạ? Ừ, em nói đi. Sắp đến ngày 20 tháng 10 ấy, thì anh có dự định tặng người yêu mình quà gì? 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam đúng không nhỉ? Ừ, thì anh nghĩ rằng tặng hoa thì sợ héo, tặng tình thì sợ phai. Thì anh nghĩ là tặng cái thai cho cô giữ lấy mai sau được nhờ. À, nhưng mà ấy, đấy là với những người ngoài người ta nói như vậy, người ta văn hoa mỹ tục như thế thôi. Còn với anh khác, anh sẽ nói là quả cái con cặc ấy. Chúng tôi gọi đây là chất. Chất đéo nó cũng đòi quả rồi, quả chẳng cam.